Thưa quý vị, ngày 15 tháng 3 năm 2023, Bộ Tư pháp Mỹ đăng thông báo truy nã ông Minh Quốc Nguyễn, 49 tuổi, sống tại thành phố Hà Nội, với cáo buộc rửa tiền, vận hành một công ty chuyển tiền trái phép và đánh cắp danh tính liên quan hoạt động của Chip Mixer, nền tảng trộm tiền kỹ thuật số. Hồ sơ truy tố được nộp lên tòa án tại Philadelphia, bang Pennsylvania. Bên cạnh đó, Cục Điều tra Liên bang FBI đã phát lệnh truy nã người này. Ông Minh Quốc Nguyễn được cho là sử dụng nhiều bí danh khác như là James Smith, David Minh. Thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã phối hợp với các nước để đóng cửa website của Chip Mixer. Theo cáo buộc, công ty này đã hỗ trợ dịch vụ trộm tiền kỹ thuật số và xóa dấu vết cho số tiền trị giá 3 tỷ đô la Mỹ, tức hơn 71.000 tỷ đồng, thu được từ các hoạt động tấn công mạng, đòi tiền chuộc, lừa đảo. Liên quan đến chiến dịch này, cơ quan cảnh sát hình sự Liên bang Đức đã chiếm giữ các máy chủ của Chip Mixer và hơn 46 triệu đô la Mỹ tiền kỹ thuật số. Vì các giao dịch blockchain đều công khai nên tội phạm mạng thường sử dụng dịch vụ trộm tiền kỹ thuật số để che dấu vết. Theo hồ sơ tòa án, Chip Mixer là một trong những công ty trộm tiền kỹ thuật số được sử dụng nhiều nhất, được khách hàng sử dụng để rửa tiền lấy được từ hoạt động trái phép. Khách hàng của Chip Mixer gửi Bitcoin vào dịch vụ này và số tiền được trộn với Bitcoin của những người dùng khác nhằm gây khó khăn cho cơ quan chức năng truy vết giao dịch. Chip Mixer hoạt động từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 3 năm 2023. Ông Minh Quốc Nguyễn đã thành lập và vận hành cơ sở hạ tầng trực tuyến được Chip Mixer sử dụng, đồng thời hỗ trợ dịch vụ trực tuyến của công ty này. Ông Minh Quốc Nguyễn bị cáo buộc đánh cắp danh tính để đăng ký tên miền, mua dịch vụ máy chủ. Nếu bị kết tội, theo luật Mỹ, ông Minh Quốc Nguyễn có thể chịu mức án tối đa 40 năm tù. Ông Minh Quốc Nguyễn bị cáo buộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa số Bitcoin trị giá khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Một phần lớn số tiền có liên quan trực tiếp các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền, trộm cắp tiền điện tử, mua bán ma túy bất hợp pháp, phân phối và sản xuất tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và các tội phạm khác. Trong thông báo truy nã, FBI mô tả ông Minh Quốc Nguyễn sinh ngày 21 tháng 10 năm 1973, nơi sinh tại tỉnh Quảng Bình, tóc đen, mắt nâu, quốc tịch Việt Nam. Ông được đào tạo cơ bản về kỹ sư mật mã học và từng làm trong ngành giám sát mạng và truyền thông giải mã. Năm 2016, ông lấy bằng tiến sĩ ngành kỹ sư điện tử tại Đài Loan. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.